Hey cho anh em, sau đêm đã trở lại với Siro mình, Siro và Tạch Jimmy. Rất vui vì nơi được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Nam Sám Play có hạt Black Kisame của mình nha anh em. Thì nói chung là ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một cái series của con hạt này của mình, hạt nhỏ của mình nha. Thì hiện tại mình vừa xém nữa là mình quên một cái vấn đề quan trọng, thì mình sẽ nhắc vào cho anh em xem, đó là về quà phản hồi. Thì như anh em thấy là cái này thì mình đã có nạp vào 50k để mình lấy cái rương này nha anh em. Thật ra cái hộp này như mình nói thì nó rất là ok. Thực sự là những cái bạn mà cày chay không nạp thì mình cũng luôn có lời khuyên cho anh em là hãy nạp 50k để lấy cái hộp này. Tại vì trong hộp này toàn là những cái trang sức ngon nha. Trong đây thì tổng cộng có bao gồm sinh tử, quý tộc, Yonokaido, vũ tọa và tái ngân, có 5 bộ. Thì nói thiệt với anh em là 5 bộ này đều là 5 bộ ngon hết. Thì mình đã nạp vào. Khi nói chung là khi phản hồi mà có cái hộp màu đỏ này thì mình đều nạp cho mình lấy. Thì bây giờ mình sẽ nhận toàn bộ luôn nha. Nói chung không ngại ngần gì mà nhận. Bên nạc lớn của mình là Kisame thì mình cũng đã nạp vào 50k để mình lấy rồi. Nói chung là khó khăn thì khó khăn, nhưng mà có cái hộp này thì chúng ta nên lấy. Tại vì nó chứa trang sức mét cưỡi rất là ngon. Rồi hiện tại thì mình chỉ mới được có một hộp thôi, cho nên mình sẽ để dành. Và cái bộ mà mình muốn lấy thì chắc là mình sẽ tập trung lấy bộ tuyệt chiêu đây. Tại vì cái không, thật sự là bây giờ không còn bộ tuyệt chiêu nữa. Thật ra là chỉ còn những cái bộ liên quan tới tam phòng thiên phú thôi nha. Rồi chúc đêm ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhấn like, subscribe nha. Mình sẽ cho anh em xem sơ qua nha. Rồi đầu tiên là bộ quý tộc. Bộ quý tộc này thì tăng về sinh mệnh à, cho nên bỏ qua đi. Bộ Yonokaido thì nó tăng về vật công thiên phú. Team mình thì hiện tại chưa cần cho nên mình không quan tâm lắm. Bộ tiếp theo là bộ vũ tỏa. Thì bộ này tăng khi mà được hai bộ thì sẽ được tuyệt chiêu phòng thiên phú 0.1, vật phòng thiên phú 0.12 khi được 4 bộ. Và 6 bộ thì vật phòng 6.4. Thì nói chung là cái bộ này nó khá là ngon. Tại vì nó có tam phòng thiên phú các thứ, có tuyệt chiêu phòng và vật phòng. Còn bộ tái ngân thì nó tập trung về sinh mệnh là nhiều, cho nên mình lấy sau, mình quyết định sẽ lấy sau nha. Còn hiện tại thì mình đang rất là muốn lấy cái bộ vũ tỏa này để mình nói chung là kiểu để mình lấy cái thiên phú gia tăng, có cái để làm clip cho anh em xem đó, kiểu như vậy. Và hiện tại thì cái trang sức của mình đang khá là cùi đây. Bây giờ mình có mở hộp thì cũng được một món thôi, cho nên nó cũng không cộng cái gì cả, cho nên mình sẽ chờ hộp sau nha. Và hiện tại cái trang sức này của mình đang mang khá là cùi, cho nên mình sẽ tăng cấp cho nó. Trước tiên tăng cấp thì mình sẽ vào Colossum trước đã, để mình xem thử mình được nhiều điểm rồi nha. Ồ, vậy là 7k1 anh em, mình phải ráng cày thêm 3.000 điểm nữa để được 10.000 là đổi được một hộp này. Là cái hộp này tương đương với 50k nãy mình vừa nạp để mình lấy đó. Rồi, ok. Tiếp tục thì bây giờ như mình nói thì mình sẽ tăng cấp sức mạnh cho cái bộ trang sức mình đang mang nha. Cái bộ mình đang mang rồi ở bên phía tay trái của mình anh em thấy rất là cùi. Đang mang của san hô rồi ngữ thần mộc nè. Cho nên bây giờ mình sẽ bay tới cái bộ sinh tử. Bộ sinh tử hiện tại là bộ ngon nhất mình đang mang, cho nên mình sẽ lắp vô nha. Đây, nói chung là mình lắp vô chắc lực chiến sẽ giảm. Hiện tại bây giờ lực chiến cho làm tròn 3 triệu đi ha. Giờ mình sẽ lắp vô. Ok. Ôi, cái này lắp vô hiện tại chưa có tẩy gì hết mà nó tăng lực chiến rồi nè anh em thấy không? Rất là vi diệu luôn. 3.02 triệu. Tức là coi như là tăng được 20k lực chiến rồi đó. Mới lắp thôi là 20k lực chiến rồi. Giờ chúng ta chưa tẩy nữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ sang tinh luyện. Sau đó chọn một cái vô đây, sau đó chọn tinh luyện. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái hệ số các anh em yêu thích thôi. Thì cái này tạm thời mình sẽ thay lấy luôn, cho nên là cứ lấy tạm đi đã. Wow, nói chung cũng nhiều cái ngon đó chứ. Rồi tạm thời cứ lấy đi ha, từ từ tính tiếp. Ok. Rồi, như vậy là hiện tại lực chiến tăng được 3.03 triệu. Tức là coi như nãy giờ mang bộ trang sức mới vô và nhấp vài cái nhấp chuột tinh luyện xàm xàm thì đã tăng được thêm 30k lực chiến. Quá là ngon cho một cuộc tình. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ cường quá cho nó nha. Tại bây giờ cường quá còn cùi quá. Nghĩ sao cái này mới cường quá 5. What? Trong khi là cái thủy tinh thời trang, thủy tinh trang sức của mình nó có 500.000 luôn. Thì nghĩ sao mà mình phải để nó cùi như vậy anh em. Bây giờ mình sẽ nhấp vào cái cường quá 5 nè. Mình sẽ cường quá lên 6. Ok. Nhưng mà nói chung thì cũng chụp lại tấm hình. Nói chung thì số lượng thủy tinh thời trang sức này nó cũng khá là nhiều, nên mình cũng rất là ấn tượng, nên mình sẽ chụp lại một tấm hình để nói chung là kiểu bằng chứng cho anh em nha. Rồi ok. Sao mà cái hình này nó nhỏ xíu nhỉ, chán thế. Rồi mình sẽ lưu là thủy tinh thời trang đi. Thủy tinh trang sức chứ, mình nhầm. Thủy tinh thời trang là dùng để cường quá thời trang, nó khác nha. Rồi bây giờ mình sẽ cường quá cái này lên nha.
lên 6 nè, lên 7 nè, lên 8, lên 9, lên 10, lên 11, lên 12, lên 13, lên 14, lên 15. Rồi, thì ta mình sẽ dừng ở 15. Và tất cả cái này giờ mình sẽ cường hóa full 15 để coi thử lực chiến như thế nào. Này mới 10 thôi nè, cường hóa phát lên 15 luôn không? Tiếp tục thì cái này sẽ lên 15. Ui, này mình lỡ nhấp nhầm này lên 16 luôn rồi. Rồi, như vậy là sau khi cường hóa một hồi thì và tùy tinh thời gian của mình, nó tùy tinh trang sức, mình vẫn còn là 500 ngàn, vậy liên thật. Lực chiến bây giờ tăng được khoảng 38 ngàn rồi. Giờ mình sẽ cường hóa lên full 22 đi ha. Tại vì số 22 là số may mắn của mình. 20, 21, 22. Rồi, cái này cũng tương tự thì mình sẽ cường hóa lên 22 nha. Ok. Tiếp tục là cái này. Nhưng mà thủy tinh trang sức của mình nghĩ chắc chắn là đủ ấy. Wow, tính ra cái này tăng lực chiến cũng khá là ngon đó chứ anh em. Ui, lại nhấp nhầm rồi. Nhấp nhầm cái kia lên 23 luôn rồi. Rồi, cái này nha. Rồi như vậy là sau khi mình cường hóa xong thì cái thủy tinh trang sức của mình còn 400k. Coi như nãy giờ mới tiêu đi 100k thôi. Và lực chiến là tăng được khoảng gần 50k lực. Gần 50k lực nha anh em. Nên bây giờ chắc là mình sẽ làm cái điều gì đó để cho nó lên tròn 50k lực luôn đi. Mình sẽ cường hóa lên 25. 48 rồi nè, hiện tại là 48 rồi nè anh em. Mình thì mình ít khi đụng cho mấy cái này lắm. Mấy cái trang sức bít cửi này thì mình đang để không quan tâm lắm. Cho nên bây giờ mình mới phát hiện ra là nó cũng tăng lực chiến khá là ghê đó chứ nhờ. Ui, 499 rồi. Như vậy là chắc chắn sẽ lên thôi. Giờ lên luôn nè. Rồi, tròn nha anh em. Nói chung là nãy giờ coi như mình làm những cái thứ xàm xàm ở trong thủy tinh trang sức bít cửi gì đây mà cũng lên được 50k lực nữa. Bây giờ coi như nếu mà cày được thêm 50k lực nữa thì chúng ta sẽ lên được là 3.1 triệu. Đó, thấy chưa anh em? Lực chiến tăng rất là nhanh luôn. Nhưng mà đối với mình như vậy là rất là ít thôi. Còn đối với những thanh niên khác, cái ví dụ như top server thì nói thiệt là chỉ cần sử dụng một cái cờ thôi anh em là tăng được chiến triệu 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 luôn anh em ơi. Không tin nổi luôn. Thực sự là mình quả cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Mình rất là nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc đó anh em. Rất là buồn luôn. Rồi, đại chiến nhiệm vụ hôm nay là gì đây? Cúp tầm bão thì mình dùng vàng hoàn thành luôn đi. Hôm nay cũng là ngày cuối của hoạt động rồi. Cho nên là nói chung cũng không còn tiếc nuối gì nữa. Mình sẽ vô thương thành để mình xem đổi được cái gì không. Mình được 1.000 điểm nè. Ô, 1.000 điểm thì đây tiếp tục chắc là đổi tiếp tục một được một mảnh Lucifer. Tổng cộng Lucifer của mình thì ít, cái này là cái trong Colossum đúng không? Ngon. Cho là được thêm 1.500 nè. Wow, được thêm 1.500 thì nói chung cũng chưa xi nhê lắm tại vì chúng ta cần tới 3.000 lận. Coi như được thêm một nửa đi. Mình nãy mình vừa xem thì mình thấy cần 3.000 nữa đúng không? Đây. Ồ, 8.600 anh em ơi, cần 1.400 nữa thôi. 1.400 này thì nói chung là mình chỉ cần đi chắc là khoảng 2 lần. À, hoạt động này mở thứ tư và thứ năm hả? Như vậy là chắc ngày mai mình đi. Mai mình đi là chắc đi được á. Ok, tiếp tục thì nào mình đang làm tới đâu rồi? À, cho anh em xem mảnh Lucifer của mình. Lucifer của mình thì hiện tại mình chỉ mới được 72 thôi nha anh em, còn khoảng 28 mảnh nữa thì mới đổ. Nói chung còn chặng đường khá là dài. Còn bên cái vượt lại đỉnh phong này á thì mình đang đủ để mình đổi được hai món trang sức rồi nè. Người ta đang 1.2 triệu hả? Cái này một hộp là 450k, suy ra là hai hộp là 900k. Thì nói chung là mình đủ nha. Thì để mình xem coi mình cần thiết bộ nào thì mình lấy thôi. Bộ này tăng về vật công, bộ này tăng về tiền chiêu và bộ này là tăng về cái ma công. Thì chắc là mình sẽ lấy bộ buôn lôi tại vì mình đang muốn tăng tiền chiêu. Đang muốn tăng tiền chiêu nha anh em. Mình xem xét lại cho nó chắc chắn đã. Bông lôi đúng không? Đây, bông lôi này tăng về tiệt chiêu thiên phú nha anh em, cộng phết 0.28 luôn. Nói chung là tăng, nói chung là cũng ngon ấy. Nếu mà xét theo kiểu tam phòng thì nó sẽ tăng được tới 2 bậc, gần 3 bậc luôn, ngon thiệt. Nhưng mà này tam công thì mình cũng không biết là tăng như thế nào. Thực sự là bộ này rất là ngon luôn anh em, cực kỳ ngon cho nên mình rất là ưa thích. Bộ bông lôi nha. Thì cái bộ bông lôi này xét về đồng đội thì wow, tăng tiệt chiêu thiên phú thì có khi sẽ lên được ít trừ, chắc chắn sẽ lên được ít trừ, mình nghĩ chắc chắn là sẽ lên được ít trừ á. Nhưng mà quan trọng là về cái điểm kìa, 900.000 sẽ ra nếu 4 món là cần 1.800.000 mà bây giờ mình có 1.200.000 rồi, chúng chặn đường dài ấy nha. Có khi là sẽ đợi khi nào mà đủ 4 món lấy luôn cũng được. Khi mà được 2 món thì cộng cái gì ta? Sorry anh em nha, mình sẽ xem lại.
tại vì cái bộ này là mấy bộ ngon không đó, cho nên mình nghĩ anh em nên ưu tiên đổi. À, hai món là sinh mệnh cộng 4,5%. Ok. Rồi, chúng ta vào đây một xíu. Đây là hoạt động đã chiến đấu đến cùng, gọi là huyết chiến nha anh em. Trong đây nó cũng cho anh em đổi một cái bộ trang sức, đó là bộ san hô. Tuy nhiên thì bộ này cũng khá là cùi thôi. Anh em có thể tham khảo trong trang sức bét nha. Ngoài ra thì nó còn cho anh em chọn ba bộ khác nữa, đó là bộ Bắc Minh, bộ Bách Hoa và bộ Tây Hà. Tuy nhiên thì ba cái bộ này theo mình thấy thì nó rất là cùi luôn. Mình sẽ cho anh em xem nha. Bắc Minh đúng không? Thì nói chung mình đã xem sơ qua rồi. Bắc Minh, bắt đầu từ Bắc Minh. Đây, Bắc Minh, bộ này thì tăng về nhanh nhẹn phần trăm, rồi Bách Hoa tăng sức mạnh phần trăm, và bộ này tăng trí lực phần trăm. Thật ra thì nó nếu mà nói cùi thì không phải cùi nha, tại vì ba bộ này là nó kiểu nó cộng về cái hệ số ở đây. Đây, mình sẽ khoanh cho anh em xem nha. Đây, sức mạnh, nhanh nhẹn và trí lực, thì nói chung là cái này nó cộng nhiều thì nó cũng rất là ngon, thực sự rất là ngon, ba bộ đó rất là ngon. Tuy nhiên thì đối với acc của mình thì hiện tại đang rất là cùi, nếu mà lắp cái bộ đó vô thì thực sự mình nghĩ chắc là không mạnh đâu, cho nên là mình sẽ ưu tiên mình lấy những cái thứ khác. Thì khoan đã, nói chung là từ từ nha anh em, tại vì mình cũng đang rất là phân vân, tại vì bây giờ mình mới bắt đầu phát hiện ra mấy cái này, thì để mình xem đã. Ở trong đây thì trong cái bản update mới nó đã cho chúng ta có thêm một sự lựa chọn, đó là một cái vật phẩm mới, đó là thần thạch công nha. Thì nếu mà anh em lựa chọn thần thạch công thì một viên như thế này là một mảnh là 1.800, suy ra 10 mảnh là 18.000 và 100 mảnh là 180.000, thì nói chung là lấy được một viên thần thạch công. Còn nếu anh em lựa chọn trang sức bích cửi thì một hộp là 25.000, tương đương với một món, suy ra 25.000 nhân cho 6, thì 6 nhân 5 30, nhớ 3 6 22 13 45 là 150.000 nha. 150.000. Tính ra là nếu mà full hết thì nó vẫn còn ít hơn cái thần thạch. Thần thạch tới 180.000 lận. Thì nói chung là tùy anh em thôi, anh em thích lựa chọn nào lựa chọn. Thì mình riêng mình thì mình sẽ lựa chọn lấy thần thạch trước. Mình sẽ lựa chọn thần thạch nha anh em. Mình sẽ lấy viên thần thạch một là tuyệt chiêu, hai là ma công thôi. Còn viên vật công thì thực sự là không cần, tại vì team mình nó không có vật công. Trừ khi team anh em có vật công thì anh em sẽ lấy vật công tùy vào đội hình của anh em thôi. Rồi, ok. Đó là một số cái chỗ để lấy trang sức bét rất là ngon, những cái bộ trang sức bét rất là ngon nha anh em. Thì cái điều đặc biệt mình nhấn mạnh đó là trong phản hồi thôi, khi mà có cái hộp màu đỏ này thì nếu mà anh em có điều kiện 50.000 thôi thì mình nghĩ anh em nên nạp để anh em lấy một ít nguyên liệu trang sức bét, tại vì đó là trang sức bét ngon mà anh em. Rồi bây giờ thì mình chơi nốt nguyên tố, sau đó mình sẽ kết thúc clip nhé, tại clip này cũng không có gì đặc biệt để nói đâu. Wow, cái này ngon nè. À, anh em thấy chưa, vừa ăn được 5 cái màu hồng mà vừa ăn được thêm 6 cái hình phi tiêu, rất là ngon luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển tiếp nha. Ui, thật ra là anh em có thể nhìn thấy là cái đường này. Ui ôi ôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hình giọt nước và alien, thật quá phê. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang để mình ăn thêm 3 cái giọt nước nữa nha. Không biết là có được hay không đây, nhưng mà để xem sao đã. Có thể là sẽ không được, nhưng mà mình sẽ thử vận may xem sao. Ồ, đúng là không được thiệt rồi anh em ơi. Oh my god. Nói chung là thiếu một cái, đen quá, nhưng mà thôi kệ, bù lại thì mình ăn được cả 3 cái màu xanh lá cây. Wow, bây giờ mình còn tới 6 lượt đi nữa, cho nên là mình sẽ dùng cái cách khác để mình ăn. Mình sẽ giúp cho cái giọt nước này tăng lên 7 cái nha. Đây. Đấy, anh em thấy ghê chưa? Từ trên xuống dưới đều là hình giọt nước luôn. Quá chuyên nghiệp. Bây giờ mình còn hai bước đi thì chắc là mình phá thôi, tại vì không còn gì để ăn nữa. Mình sẽ đi đại để phá thôi. Rồi. Lần chơi tiếp theo nó sẽ làm mới. Rồi ok, tiếp tục là như vậy. Sau đó thì qua đây. Đó, ngon chưa à? Rồi. Ok, lại bay sang đây thôi. Rồi bây giờ là thời khắc sinh tử đây. Thì mình sẽ lựa chọn coi nên ăn cái nào. Thật ra thì mình sẽ bay cái đỏ này sang sẽ lợi hơn. Đấy, cái này xuống nữa, được 5 cái đỏ. Bay qua đây ăn được thêm cái phi tiêu, thấy chưa? Ngon lành chưa? Tiếp tục làm mới nha. Hôm nay làm mới khá là ngon đó chứ anh em. Rồi, cái này thì ở trên nó đang nằm kiểu sát sát nhau anh em thấy không? Cái hình phi tiêu nằm sát sát nhau cay ghê không? Nên cái cục bị cái lốc xoáy ở giữa nó cản trở kìa, hơi đen. Nên chắc là mình sẽ phá vỡ cái lốc xoáy đó. Ok. Rồi, quyết định vậy đi. Đấy. Như vậy thì mình sẽ
ăn được 5 cục đó, sau đó ăn thêm ba đợt cục, được 3 cục lốc xoáy này này. Tiếp tục thì mình có thể chạy xuống đây để mình ăn thêm cái lốc xoáy, mình còn 6 nước đi nữa hả? Một là bây giờ cái lốc xoáy ở trên giọng xuống, hai là giọng lên. Thì nếu mà giọng xuống thì cái nước đi sẽ bị kẹt, cho nên mình quyết định sẽ giọng lên như thế này. Vậy thì chúng ta sẽ đi được sang đây và chúng ta sẽ ăn được thêm một cái màu hồng đó, thấy chưa, rất là tiện lợi luôn. Rồi, ok thôi được rồi, clip của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn em đã theo dõi clip của mình, nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn em đã theo dõi clip của mình, hẹn gặp anh em vào những clip sau. Bye bye.